chị định làm ca sĩ hay không làm đây? Chị có biết chương trình đó là cơ hội tốt thế nào không? Người khác muốn cũng không được tham gia, vậy mà chị lại bỏ lỡ cơ hội quý như vàng đó. Làm ca sĩ cũng tốt, nhưng việc các con gái chúng tôi bị các bạn chê cười liên quan đến lòng tự trọng của gia đình. Thầy cảm thấy trên cả tuyệt vời nữa chị ơi. Các bạn ấy trông rất là hiền nhưng mà cũng rất là thông minh đấy. Rời sân khấu các lời thú biểu diễn, chúng tôi đến khu vực dành cho các lời chim lội nước. Còn đây là những cô nàng dẹp rất đẹp. Hình như đây là những cô nàng dẹp lúc nãy vừa biểu diễn xong đã được đưa về biển. Không tự nhiên nhất, một số loài dẹp còn có khả năng bắt chước tiếng nói của con người. Thành công bền vững lâu dài.
cường các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam phát triển thể thao ngày càng chuyên nghiệp như huấn luyện, đào tạo cầu thủ, nhất là nâng cao thể lực và kỹ năng, nâng cao năng lực quản trị, phát triển thương hiệu, huy động. Là các thị trấn Cát Bà chỉ 15 km tại phía Bắc, vườn quốc gia Cát Bà có tổng diện tích tự nhiên lên tới 17.360 ha. Trong đó, nơi đây được coi là bảo vật xanh của khu vực phía Bắc.